cá lóc chiên xù nha cả nhà. Còn bên đây là cá hấp hành với lại cần ống trái chín hổng chổng như trời hả lẩu nghệ giật mình cá năng hành luôn vô ai làm trời. Chào cả nhà, chào cả nhà, xin chào cả nhà buổi chiều. Chào anh Hải, chào anh Hải, trời bữa nay mình có người cầm bao nha cả nhà. Xuống đây bắt cá. Hôm nay có anh Nguyễn với anh Hải tiếp sức. Mình tiếp tục cái đoạn cá lóc hôm bữa cả nhà. Mình bắt đầu từ đầu ngoài mình đi vô. Chỉ đã rồi giờ hối hận vậy hả? Bao tay Út thì vô. Ông bỏ bao tay đâu đây vậy? Nè. Sao giống vậy? Nguyện không lặn hay ghê vậy? Có cá kìa anh Hải ơi. Từ từ. Có cá chốt đó nghe. Kiếm được không? Đó thấy chưa? Đây. Mé bên đây nè, có phải mấy bển, vừa mắc mấy bên đây. Mấy con cỏ nha, lặn lên coi từ từ tới ha. Cái đường lò lắm hết á. Nguyên cái hàng vạch đạn lên. Dậy, lắp phải không? Lụm rồi kìa anh Hải. Ông Nguyễn không lụm rồi kìa. Rồi sao đi qua bên đây chứ sao? Giờ lẹ qua đây tôi chập cho. Anh đang ở đâu vậy Út? Ôi. Vậy? Cá chê hay gì đó, lấy bao tay mượn. Mượn bạn rồi đó. Hai ba con gì kìa. Từ từ, để lại để đây cái bao tay bạn đưa cho ảnh. Được không? Rồi sao mình thấy qua bển trời, mình đứng bên đây sao mình thấy bển? Hai anh em mình qua đây không thấy bển, ông bắt cái gì đâu anh Hải ơi. Anh đứng vô đây anh thấy không? Không. Tao qua, từ từ tao qua. Tiêu rồi Giang ơi, sao chị thấy? Ê Giang cứ đi bển Giang nè, cạnh thổi đi bển Giang. Đi đi đừng nào được, sao lỗi. Không. Xin hả? Nước cầm điện thoại sao bờ lậu quá nổi. Đi với cái tay lên đó rồi. Chốt đi qua tới bển còn kiếm nữa kìa. Chỗ này mắc cái cục cỏ ngặt thì chứ. Chừng hai con á Nguyễn ơi. Con được câu cái đó. Cái gì dữ lắm bển rồi. Cá lóc bự lắm. Rồi, cái kìa. Rồi không lẽ không cầm. Trời ơi, mạnh mạnh qua đây. Giang cầm cái bao đi bển đi Giang. Cho em cái bao đi. Đưa cái bao cho Giang đi bển. Anh Nguyễn, Giang cầm bao qua, đứng ở đây đợi đi. Có cái chốt ở chỗ cái bồ, có cái chốt chỗ cái. Cá được 1 kg. Ăn con. Ghê quá trời, trời ơi trời. Không được. Bây giờ mình lẻ qua đi. Tội nghiệp Giang quá, bởi vì Giang đâu chịu cầm điện thoại qua đâu cả nhà. Nhìn Giang kìa. Giang sạm quá Giang ơi. Dạ.
vậy? Xàm quá. Xàm vậy chứ lục bệnh nó dậy bích kịch nằm con không không xuống. Bỏ đi. Đây. Đẻ đi. Chứ lục bệnh vậy rồi cũng kêu vậy. Nó không chịu quá vậy. Có cái lóc một phải không? Kêu cầm điện thoại đi qua bến quay Nguyễn bắt cá dân không chịu đâu. Để rớt á, tiếc lắm á. Đây đây, liền cái bao đây. Hết biết thầy Trương cá lóc rồi. Mừ đẹp. Nè trả mày luôn nè mày ơi. Đâu xách trong nổi đâu. Không, cái nhiệm vụ của anh Hải để cho anh Hải xách. Có cái chốt trong đó. Được rồi, cái đâu có đi đâu mà. Bắt cực khổ lắm á. Trời ơi, cá mà né. Có rồi. Con cá chốt trong mà. Chở đi lên. Cái gì vậy? Lên được không anh? Được. Chắc mé không được. Bắt máy bển rồi sao camera tiếp cận được trời. Chút qua cái đó trống lỏng mà. Thấy chưa nè. Rồi dán đi mấy bên đây đi. Ghê trời cái lắp ủng trời. Cá đậu hôi gì cá ảnh gì câu đâu. Bự quá. Chắc cũng cá này 8 gram. 700-800 gram. 800. Anh Nguyệt, nó trong hang hả hay ngoài? Trong hang. Hang sao có một con hả? Hang có một con. Hồi nãy có cái bao tay hàng đáng ghê kêu lụm kêu lụm. Thì cứ đi vậy. Lên bờ đã lại đi chạy đi. Cái mé này không ổn rồi giờ mọi người lên. Cái này là nó một con kinh đó cả nhà. Mà một con kênh mà tự động lục bình nó sinh sản ra giờ cái nó đầy bích luôn á. Nhìn Út kìa. Lại hả? Hỏng giúp mình đó mới hỏng được. Bữa mình đi bờ bên đây ngon lắm mà. Là bữa mình đi tới khúc nào rồi Giang? Không, nước cạn y chang vậy nè. Thời điểm gì luôn. Mới cách đây có 3-2 ngày chứ nha. Hàng bật đờ đặn trong. Được con chứ mất gián đoạn rồi. Hai người đi hai bên mình đi giữa vậy. Bữa mình chưa có thử mấy bên kia.
Giang nó mất tiêu rồi Giang. Trời. Không có hen hay vậy? Lâu đợi rồi đất nó phải lỡ xuống. Có hàng là dài đó nó. Lụm rồi kìa. Ôi. Cháy không à. Để anh Nguyễn bắt trước rồi đó. Ôi trời trời. Trời đâu hướng đó vậy? Hết. Xem chúng ổn luôn rồi. Không thấy người. Trời trắng anh hai ơi. Thấy không? Anh Nguyễn anh bắt nhanh. Anh Nguyễn anh bắt nhanh quá chưa kịp coi vậy chứ. Giang đẳng nó bắt cá chốt anh hả? Người nằm chưa kịp đi xuống, mình đang đi trên cái bờ cao đó cả nhà. Khi anh đợi anh bắt luôn. Sao không bắt không chạy bỏ uổng hả? Con khỉ khô đã hồi không đủ cá ăn thì sao? Quá sầm út rồi. Giang lụm hay gì kìa? Lụm phải không? Có đâu. Càng sâu quá. Cái này có hang xiên luôn. Không đứng. Được không? Kiếm mồi. Lại xe giọt em mất áo luôn thấy không? Ghê vậy. Dạ giáp luôn hả dạ? Giáp rồi. Đúng là mình kia có hoa hết, không có hoa chữ. Đi vô khúc trong luôn. Này không ai có mồi chưa? Chưa. Tới nãy một bữa nó tới đâu không biết, quên hết. Cái lỗi đó, lỗi đó mình lên đó. Nhưng mà lại xin ra. Không có đâu bạn ơi. Lại lắm. Hả? Lại lắm. Lại lắm lại. Đâu có vét đâu có bực. Đây. Bên đây có vét nó hỏng rồi. Dạ lên không biết đường lên luôn. Anh người anh nói rằng anh cũng bắt cá đó cả nhà, mà anh không có đợi mình lại anh bắt luôn. Đâu? Tốt đẳng
Trong ngang hay gì vậy? Hai đầu kêu ai cũng kêu chân cái đi chưa có tới đâu chân cái rồi bắt không có coi ai bắt được chưa. Anh Nguyễn bắt hai bàn cá lóc lận nè mà không có cái đồ đựng. Sao? Ông lại kìa. Cá anh Hải ơi. Trong hang hả? Ừ, trong hang. Còn con nào? Tới đâu rồi anh Nguyễn, tới đâu rồi? Xuống mé luôn Hải ơi. Anh Nguyễn còn xa đẳng lắm. Anh kêu rồi chứ có kịp gì chứ là anh bắt rồi. Coi cá. Xuống đây luôn đi. Anh đứng cái bên này đứng liền cá đấy. Vô khúc này là bắt đầu có lại đó. Hôm bữa mình là từ cái giớn đi chở ga mà cái khúc tuốt ở ngoài mãi nãy giờ không có cá cả nha. Mò lại chỗ cũ mà không được. À, anh Nguyễn Hải lên mấy con Hải? Hai con. Hai cá lóc hả? Một cá lóc, một cá chê. Ôi, gì mà không cá quá trời, mình nãy giờ chưa có coi được gì hết trơn. Nguyễn bây giờ anh bắt được hai cá lóc, con cá, hai cá lóc, hai cá chê đó, gian được con cá lóc. Mà chưa có cận cảnh cho cả nhà coi được. Chưa đãi xéo anh Nguyễn với chốt lại luôn đi, là đi liên lực mà bắt vậy. Chứ cái đường đi này kêu cái nữa kìa, kêu nữa kìa. Cá anh Hải ơi. Đứng ra đợi luôn đi nha. Cá gì vậy? Nguyễn lên liên tục rồi kìa. Không xa quá. Đi là không nổi cả nhà. Mà đi qua tới bển gọi là anh Nguyễn anh cũng bắt rồi, không có đợi mình đâu. Chiều nay mình tiếp tục là cá lóc hai món nha cả nhà. Cá lóc né ha. Ơi, chết rồi. À, cá lóc mũi lần hả? Cá lóc bay. Mũi lần. Đây là món đầu tiên. Con bự. Anh không có để xuống dầu cái gì nữa. Hình quá. Hình quá. Chẳng được đâu. Đây từ 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 sáng kia. Cá lóc kia trụ. Bên đây thì anh Nguyễn anh sẽ làm đây cá lóc hấp, cá lóc hấp rau cần hả anh Nguyễn? Con cá bự Nguyễn bắt đầu tiên hấp với rau cần ống. Bạn chậm hơn chịu bóng quá ha. Khát nước. Khát nước. Để đi, để hồi con lên con làm cho mình trà đá. Làm món gì vậy bạn? Cá lóc hấp rau cần. Ít thì no. Cái hàng cũng nhỏ thì. Cá lóc cả ký rồi hả? Cá lóc cả ký luôn. Gần một ký á. Tương ớt. Ủa anh hả? Anh đúng trường anh đi đâu vậy trời? Nước tương. Có cái muỗng anh Nguyễn? Được. Tiêu.
tiếp thôi. Có hành nè, hành tím với lại gốc hành nha. Ê, hành của ông Sáu mới trồng bắt buộc phải lên nhổ cho anh Nguyễn mấy bữa, anh Nguyễn mới chịu chứ không thôi là anh Nguyễn không có làm ra món được. Sáu mà thương Nguyễn lắm, quá chụm lửa quá chết không ta. Nằm đâu lửa gì nó thế là không không nhiều đâu. Lấy con dao lấy khúc này thôi rồi dao rồi như được rồi. Cái đó mình bỏ sao đi, mình thơm mình để cái này để một phần đi trước đi. Kè ba đem nước xuống kìa. Ok, yeah. Thằng Tài cho em miếng dầu ăn không? Dầu ha. Đây. Được rồi. Rồi, mình hấp cái này cũng như cho nó cắm cái này. Anh nói gì nó lớn lớn lên coi. Hả? Anh nói gì nó lớn lớn lên coi. Em còn không nghe xong cả nhà nghe được. Chưa hả? Anh nói nhỏ lắm hả? Nhỏ xíu. Bây giờ mình hấp cái này cho nó chín cái đi, cái nào mình bỏ rau với hành vô sao nữa là xong. Đơn giản cái này nó làm đơn giản vậy nè. Thôi chốt rồi. Wow, cũng vừa quá ha. Cái con cá này cũng vừa luôn với cái mâm ha. Canh thôi. Hai món lên lượt luôn. Chính này rồi. Từ từ anh nghĩ ơi, không được, cái mồ hôi nó rớt vô cái chảo dầu. Trời. Được rồi, được rồi, anh hỏi lên trên đi. Giang nó dọn chén rồi, đây nè, bước dưới lên nè. Con dĩa cá kìa. Đánh vậy. Bị lật rồi. Đâu phải đứng được, đứng là phải có cái dụng cụ hỗ trợ cho mình kìa. Ôm lên cái nhé. Được thôi, lên luôn. Dữ lắm, nó là buổi tối rồi. Cái này là anh Nguyễn làm nè chứ không ai. Chứ nữa, trời. Dữ có mấy giọt nước cũng thấy không nói. Xích mít rồi. Thôi đi trời, đừng có nói ổng, hồi ổng giận cá, không còn cá ăn. Cá lóc chiên xù nha cả nhà. Còn bên đây là cá hấp hành với lại cần ống. Còn gọi là cần nước. Đây mình chấm cái này để chấm cá chiên xù á, còn món này sao anh Nguyễn không lên nước chấm không biết. Bộ làm mặn hay gì.
cái này để chấm cá chiên xù luôn. À, tôm chao mình trộn thêm khớp. Rồi mời mời hết cả nhà mình. Vô nè. Nhìn đẹp quá. Bữa nay có khách một ông ăn khách Thần Hải. Này đâu dịp mai hiếm có. Ngồi đó để ông xuống vào bàn kia với gì ăn. Bữa nay chút xíu nữa mình đối với anh Hải không tin rồi. Cái này uống bia này là mọi người phải nhớ tới anh Tùng nha cả nhà. Rồi anh Tùng anh tặng đó. Anh tặng hồi Tết tới giờ mà anh Sáu anh áo lột. Trời ghê trời. Anh Tùng anh tặng hồi Tết tới giờ ông Sáu để dành đó. Uống bia không dám uống. 2 năm rồi đó hết hàng sử dụng. Uống sỉnh rồi quên hết rồi. Tôi nhẹ bả. Mời cả nhà lấy ra buổi tối. 2, 3, vô. Mời cả nhà. Mời anh Tùng. Mời anh Tùng mời chị Trúc. Bữa nào vô đi tranh thủ hết. Bữa nay ông thảy cho ta. Nè hỏi anh đi nữa anh trả lời cho nghe. Rồi. Đi được rồi, khỏe rồi. Có di chuyển ra xa được chưa? Bình thường rồi. Nhưng mà có điều là chạy vô Tùng ơi. Chạy nhanh chưa được thôi. Chạy marathon được. Mời bông lúa Đồng Nai vô. Khui cá lắm. À bài. Cá đó dễ khúc ngon không? Đúng rồi. Cá là bẻ khúc. Tôi khui trước. Đó. Đây mời cả nhà. Mời anh Hải thưởng thức cá chiên xù thôi. Bẻ khúc đi. Mình bẻ. Đó, đúng rồi. Bẻ khúc vậy đó. Chấm vô nè. Gì đó chính xác đó. Như tôm chao này có vừa lèo còn dưới á còn đậu nè thiếu đồ ăn xong cho cảm nhận anh nè. Cá hồi chiều anh xách về đó ngon. Hồi chiều xách biết nhiêu người đi ngang hỏi không ở đâu mà dưới vậy ở đâu mà dưới vậy rồi ông chỉ xuống mình đang mò mấy ông đó nó quá dữ rồi cái lóc chiên xù nè anh Tùng ơi bẻ vững khúc khắc luôn sáng á mẹ hai cắt vườn gỗ đột bầu vậy đó cái chụp hình gái em ừ. Mình không có cá lóc thì mình ăn đột bầu không trời ơi tội nghiệp còn đây cá lóc quá mà chiều gửi lên chánh hôm bữa nay em có đi gửi được gì nữa hả tim đi hoài mà đi thành phố á chứ phải đi ra Đồng Nai bữa nào đi gửi chấm vài con khổ quá ăn đột bầu về con sao hấp hết đột bầu lúc phải về ký mới hết cái vỏ đột bầu coi chừng ta giảm cân cái gì không giảm đâu cũng giảm đâu cá lóc trời ơi cái vỏ đột bầu đó gì mà hùng với cá lóc thì cái gì chịu nổi vậy không anh trọng vàng bầu không có gì vậy mày thôi thử cá này thử coi sao không mất cái muỗng hay không muỗng này dễ cá này nè lấy cái muỗng này lại lấy cái muỗng này dài dữ cá bự mà cá ở bên đó nó dài lắm cá gần cả ký mà anh nhớ bữa nó cáo cả trái luôn chín không chín không chổng như trời hả lẩu miệng giật mình cá năng hành nữa trời mời cả nhà mình thưởng thức món mới vô đây vô cái mới được vô cái cho vô ai làm trời gì vậy cái gì vậy ngon quá ai làm gì trời ngon quá rồi để mình nói hôm nay công nhận để gấp cho cốt mình để đó công mượn đông cho mượn bao tay mà ghét anh Nguyễn cái mời cả nhà cá lóc hấp bực mình hơn gì nữa sao vậy bắt cá kêu trên đây ha nó ma dương nè nó rế nè hỏi anh Hải coi cái đường đi nó khó chứ bộ dễ đâu kêu quay qua là ổng liền cá lóc lên cái bịch rồi ổng bắt hồi chị em đâu có coi được anh Hải thấy không ổng chỉ kêu anh lụm vô thôi à nó đâu có coi anh bắt được đâu ma dương đâm chứ quá trời anh làm nhanh lắm quen sao sao không rồi ngon ngon với xịu út ngon này ngon miếng cuộn rồi chắc cay hay gì nè cay á phải không đâu có ớt đâu cay vậy chứ sao ngon nhẹ nhiều á
cái gì mới từ từ. Vậy là ăn miếng nữa nó mới mạnh. Đi quá trời. Miếng đầu chưa thưởng thức được hả? Tôi bển độc quyền như ông bên đây thế tôi nữa. Uống xong tôi phải bớt cái lon không bữa nay. Tôi ngoài tình độc quyền. Anh biết lý do làm sao mà anh Nguyễn ở đây uống xong phải bớt cái lon không? Tại vì lần nào rót á, rót xong cái trong cái bia nó cũng còn một khúc bia gì nè. Không bớt lại không ai nghe. Thảy không ai nghe. Bá vậy phải làm vậy đó mới. Thảy thảy nghe cái bịch ai dịu, thảy phải nghe cái bon. 2 3 vô. Sao chuyện này đi khám về khỏe khà dữ ha. Đồng này không có gì an tâm mà không còn. Trên Hà Lan cứ tốt ngon quá. Dắt vô chứ. Mình cặp bơm cháo vô luôn. Vô đi. Anh lại. Nguyễn anh làm giống như là hả để tiệc nhìn giống như cá ở trong đám cưới quá anh Hải. Ừ. Bẻ khúc đuôi đó đừng, cho nó, đừng cho nó thầm dạ. Ra ngoài có gian bẻ nó đi trời lăn nó vui gì nè sẵn á sao giảm cân được nữa đây cái này lên ký nữa trời nãy giờ hết khúc cá chiên rồi kìa mừng thấy ghê luôn. Để ừ. Ông miếng cá hấp coi Nguyễn. Để ăn đây gấp trời ơi lỡ miếng bự bự vô coi sáng cho anh không thôi để ăn đây gấp ăn ngồi ít quá sao nhậu nhậu sao lại nhậu sao lại đúng rồi đó thằng ống tôi trọng giòn dữ ta trọng chỗ nó bưởi á lâm có mấy đợt mà nở ra vậy đó trọng kiểu này trên vợ anh Nguyễn sao bán được. Dạ Nguyễn chứ không có chồng rau này. Chả không có chồng rau này. Nhưng mà thường ở trên anh Nguyễn có anh cũng cho em không à. Chứ chị Duyên bà đâu có bán cho em đâu. Lên mua cũng cho không hả? Bà mua bà cũng có lấy tiền lấy bạc gì đâu. Quá gệt không em ơi. Hấp quá gệt rồi. Hôm nay thì vẫn là cái tiếp tục cái địa hình hôm trước mấy chú cháu mình cũng có lóc cả nhà. Nhưng mà cái đoạn mình bữa hổm mình làm đoạn giữa bữa nay mình đi vô từ ở ngoài mình đi vô nó cũng không có trúng nhiều rồi cái đoạn trong thì địa hình nó hơi khó quá bắt nó cũng khó nữa đi cũng khó mà bắt cũng khó thành quả bữa nay cũng có nhưng mà không bằng bữa trước cái này anh sẽ lượng địa hình đã tuốt trọng luôn tuốt trong lục bình dày không nó sẽ dày nhưng mà ở trong nó sẽ hầm chị hẹn cả nhà đi bữa nào đi hơn nữa chứ hầm gì vậy chị hẹn cả nhà bữa nào nha nó hầm hàng gì bữa nào nó dắt mình đi bữa nữa mà bữa nay mình đi gì là cũng được rồi được hả Hải quá dữ mồi luôn dữ, quá dữ mồi quá dữ mồi mới qua cáo với anh là hôm nay đi trì thác mới sáng xuống làm ngon này quý rồi sẽ được tới cùng chuyện nữa cá bự trước hả ừ cá hấp đó ba cái nào ha vút đuôi cho mình hồ cắt cá cá cái bữa đó mình xài chương cá bé tí hả mấy bữa trước nó có hình thức không à giờ từ đó đậu năng nắng bự bự lên hoài một mới đậu hai con sau đó hai con bữa đó một hang mà chú bắt hai con gì nè bữa nay à nó bự nó xuống ba nhỏ. Con con nhỏ không con bự hai một con nhỏ hai con bự bữa thì có ba chú cháu à không có người cầm bao con vừa quay vừa cầm bao quá trời không ba bữa nay có anh Hải cầm bao ít lắm bà cái hành ở xứ này vậy chứ người ta bắt cái đi không à vô người ta không có biết bắt gì tôi ở đây ngày cá cứng khừ đặt lọp á này kia rồi không chứ vụ mò nó đâu vụ cắt đâu biết đâu ủa vậy chừng nào anh có đặt lọp anh rủ em đi nha có ngày xưa đặt lọp trầu gào này kia rồi đó cà gào cà gào không? Không nghỉ rồi nghỉ lâu rồi bữa nào tái xuất bữa anh đâu còn nữa đâu tái xuất thì em quay cho anh một clip cao thủ đặt trà gạo ngày xưa đặt trà gạo xuống mấy đây này gian đình gian dài đó không biết rồi đậu mà mấy cái năm miếng đậu đó ở trên ông Ba Thám đó đóng quân ở trên đó đó rồi rồi đó nước nở đó đặt cá dữ lắm mày thấy nó cá mày thấy nó đỉnh cá luôn có đường dinh có đường giá chiều làm khô ăn ngon cái đồ cá chốt không được
tôi ra đại vô con mềm mềm luôn sần luôn xuống luôn ở hồi trưa luôn rồi vấn đề bà nói là nó kết giờ đó phải thì mình vợ cái đó phải lấy cái bọc cái chốt cái đưa chồng dần thì đó em mới định nói phải khúc chị dần ghé ra đưa bịch cái chốt chị dần cầm về cho nó về nó mà làm khô với được còn cái chị ngăn làm phơi được này nó mở gì ký cái chốt ngon thì ghê luôn bò dính luôn làm khô á là cá chèn bầu cá kết con cá chèn gân làm khô cũng được mở như thịt vậy đó chứ nó đâu có bự đâu nó bằng cá chèn à con có 3 gram 4 gram chèn gân bự lắm á gân bự hơn chèn gân cái size nó bự hơn chèn bầu cá kết là 6-7 gram là có luôn đó con chèn gân bự ở chẳng bắt gì con được con khoảng tí hơn tí à cá căng à đó giờ chưa gặp luôn đó. Không cá chèn chèn miễn mà con cá chèn răng là mà cá chèn răng cá bò biển ký hai ghê vậy cá bò biển à ghê trời cá đó mới đã không có nào có không liên hệ liền cá trời thầy con á thầy nói gì chưa thấy cá biển ký hai tao không xỉ rồi cá ngày xưa là ba gà ba ngón tay bốn ngón tay là dữ lắm không đợt đó là bệnh bệnh nhân lớn là con mình mày nay xè luôn nha cá mình nào là làm sao mà nó dưng cá nửa ký luôn nửa ký hơn quá nửa ký không nửa ký cá là xì luôn mọi người tiếp tục lai ra nha cả nhà hàng cũng xuống thưởng thức một miếng đi 7:30 tối nha cả nhà nguyên ngày nay hơi bị đuối chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ hẹn gặp cả nhà vào clip sau chào tạm biệt chào cả nhà hẹn gặp anh Hải vào những dịp gần đây nha tại vì đi qua đi lại bên đó hoài ảnh đang anh nói chuẩn bị cất clip túp liều lý tưởng để dành mình có đi quay clip mình ghé đó cả nhà ơi 10 điểm biết đâu mấy dịp sau mình có đi săn bắt chảnh mình ghé cái túp liều lý tưởng đó. Không ảnh mới đổ nền nè chưa có xây chưa có làm chừng nào làm cho hay trời đổ đó chiều ra mà chảy miếng điện ra cái ngầu trời rồi đúng mát không nội thôi gió Đà Lạt chảy miếng da gắn thôi rồi về đó là quốc đó là cứng khừ cái bãi bên em nó mới lý tưởng hơn chứ cái bãi bên lúc buổi chiều mới lý tưởng ở chiều